Chào anh em, định nghĩa một chiếc áo giáp đẹp không chỉ đơn giản là chất vải đẹp, đường may đẹp, tỉ mỉ, mà quan trọng hơn hết là cái form áo. Nó mặc lên phải đẹp, phải phù hợp với dáng người. Thị trường Việt Nam thì áo giáp chính hãng, chính ngạch thì mình thấy chính loanh quanh là LS2 và Kumine. Nói thật, bán cái LS2 thì mình hơi lấn cấn trong lòng chút xíu. LS2 thì mới lấn sân vào thị trường may mặc áo giáp gần đây thôi. Thì cái chất vải nó đẹp nè, cái đường may nó cũng đẹp, nhưng mà khổ nổi là nó phục vụ cho thị trường châu Âu. Đa phần anh em người Việt mặc size S, size M của nó thôi mà cũng rộng thùng thình, nhất là phần bắp tay nè, nó rộng nó dư dữ lắm, và phần ống tay của nó cũng dài, nó lượm thượm. Thật sự ra mặc nó lên nhìn nó không fit, không đẹp, nhất là những cái vị trí giáp ở giáp vai và giáp khuỷu tay, lúc nào nó cũng lệch chút xíu. Tại vì bản chất của cái form người của người châu Âu á, người ta cao, cái tay người ta dài chút xíu, nó không thể nào giống người Việt Nam được. Kumine thì làm áo giáp có tiếng từ xưa giờ rồi, thương hiệu của Nhật thì mình bán là hiện tại là hàng chính hãng chính ngạch. Cái áo anh khách này đang mặc là Kumine ZK1171, thì cái chất vải của nó nhìn nó rất là mạnh mẽ, nó mạnh mẽ hơn so với cái ZK146, tại vì chất vải cứng hơi gai chút xíu. Giá nó cũng rất là tốt, chỉ có 2 triệu 6 thôi, full giáp, có giáp vai, giáp khuỷu tay, giáp ngực và giáp lưng luôn nha các bạn. Để cảm nhận độ đẹp của nó, các bạn có thể tới thử thực tế, thích thì mua, không thích thì thôi, không buồn phiền gì hết nha. Có thể ghé Hebi Tân Phú, Hebi Tân Bình, Hebi quận 12 thì mình có sẵn cái áo này cho các bạn thử. Thấy đẹp thì mua, không thích thì thôi, hoặc thử thấy thích, chừng nào mình đủ kinh tế, đủ tiền thì chọn, nó bình thường, không sao hết. Cảm ơn các bạn.